Xin chào quý Phật tử thập phương, xin chào tất cả quý vị đồng tu. Hôm nay thì con sẽ chia sẻ tới quý vị cùng tất cả mọi người về cách cúng và cầu nguyện cho cửu hiền thất tổ được siêu thoát do thầy Thích Trung Đạo hướng dẫn. Tất cả chúng ta đều có khả năng cầu nguyện giúp cho cửu hiền thất tổ của mình đều được siêu thoát. Cách làm như sau: chúng ta mỗi ngày đặt lên bàn thờ 3 chén cháo trong khoảng thời gian từ 6 giờ tối cho đến 9 giờ tối trong vòng 49 ngày, và chúng ta sẽ đi vào nghi thức khấn nguyện như sau. Lạy Phật cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con dâng hương, dâng hoa, dâng thủy, dâng quả trước cúng dường Pháp giới, cúng dường Tam Bảo, cúng dường cho bà tánh khắp nơi được no đủ và hạnh phúc như con. Con dâng hương, dâng hoa, dâng thủy, dâng quả, dâng thực phẩm, cúng dường cho cửu huyền tất tổ nội ngoài hai bên và cầu cho cửu huyền tất tổ nội ngoài hai bên được no đủ và siêu sinh tịnh độ. Đọc ngũ bộ chú: Án Lam, Án Chỉ Lâm, Án Ma Ni, Bát Di Ông, Án Triệt Lệ, Chủ Lệ, Chuẩn Đề, Ta Bà Ha, Án Bồ Lâm. Án Lam, Án Chỉ Lâm, Án Ma Ni, Bát Di Ông, Án Triệt Lệ, Chủ Lệ, Chuẩn Đề, Ta Bà Ha, Án Bồ Lâm. Án Lam, Án Chỉ Lâm, Án Ma Ni, Bát Di Ông, Án Triệt Lệ, Chủ Lệ, Chuẩn Đề, Ta Bà Ha, Án Bồ Lâm. Án Lam, Án Chỉ Lâm, Án Ma Ni, Bát Chi Hồng, Án Triệt Lệ, Chủ Lệ, Chuẩn Đề, Ta Bà Ha, Án Bồ Lâm. Án Lam, Án Chỉ Lâm, Án Ma Ni, Bát Chi Hồng, Án Triệt Lệ, Chủ Lệ, Chuẩn Đề, Ta Bà Ha, Án Bồ Lâm. Tùng Chủ Đại Bi. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Ác Gia Đạt Na Đa Ra Giả Đa. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Đề Thược Bạt Ra Gia Bồ Đề Tát Đà Bà Gia Ma Ha Tát Đà Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Phật Duy Sù Đạt Na Đạt Tà. Nam Mô Tất Kiệt Lật Đà Y Mông A Di Gia Bà Lô Kiệt Đề Tất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Hê Rì Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tát Bà A Ta Đầu Du Bằng A Tê Dừng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phật Đạt Đầu Đạt Diệt Ta An A Bà Lô Hê Lô Ca Đề Ca Ra Đề Di Hê Rì Ma Ha Bồ Đề Tát Đà Tát Bà Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rì Đà Dừng Cú Lô Yết Vông Đổ Lô Phật Già Đa Đề Ma Ha Phật Già Đa Đề Đà Đa Đà Đa Địa Rì Đi Tất Phật Ra Gia Già Đa Già Đa Mà Con cầu nguyện cho cửu huyền tất tổ nội ngoài hai bên được no đủ và siêu sinh tịnh độ. Phật na ra mực đề lệ y ê di ê tất na ra sâm Phật ra xả lời Phật sâm Phật ra xả ra. Hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề già bồ đề già bồ đà già bồ đà già di đề rì già na ra cần trì địa rì sắc ni na. Ba già ma na ta bà ha tất đà già ta bà a ma ha tất đà già ta bà a tất đà du nghệ tất bàn ra già ta bà a na ra cần trì ta bà a ma ra na ra ta bà ha.
tất ra tăng a mục khê gia ta bà ha ta bà ma ha a tất đà già ta bà a già kiệt ra a tất đà già ta bà a ba đà ma kiệt tất đà già ta bà ha na ra cần trì bàn đà ra già ta bà a ma bà rì tạng yết ra già ta bà a nam mô hắc ra đạt đa ra ra già ra nam mô a rì gia bà lô kiệt đề thược bàn ra già ta bà ha an tất điền đô màn đa ra bạt đà già ta bà ha an tất điền đô màn đa ra bạt đà già ta bà ha an tất điền đô màn đa ra bạt đà già ta bà ha tùng kinh a di đà Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu con nay nghe thầy chuyên trì tùng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát Phật nói kinh A Di Đà Kỳ viên đại hội ta nghe như vậy một tuổi nọ Đức Phật ở nơi vườn kỳ thọ cấp cô độc được xả về cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bậc a la hán mọi người đều quen biết như là trưởng lão xả lời Phật đại mục kiền liên đại ca diệp ma ha ca chiên diên ma ha câu hi la Ni bà đa châu lợi bàn đà già nan đà a nan đà la hầu la kiều phàm ba đề tân đầu lưu phà la đà ca lưu đà di ma ha kiệp tân na bạc câu la a nâu lầu đà những vị đại đệ tử như tế và hàng đại bồ tát như văn tù sư lời bồ tát pháp vương tử a dật đa bồ tát càn đà ha đề bồ tát thường tinh thần bồ tát cùng với tất cả các vị đại bồ tát như tế và với vô lượng chư tiên như ông tích đề hoàn nhân đại chúng cùng đến dự hội Y bảo chánh bảo bây giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão xả lời Phật rằng từ đây qua phương Tây quả mười muôn ức cõi Phật có thế giới tên là cực lạc trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp Y bảo trang nghiêm xả lời Phật cõi đó vì sao tên là cực lạc vì chúng sinh trong cõi đó không có Vì những sự khổ chỉ hưởng những điều vui nên được đó tên là cực lạc xả lời Phật lại trong cõi cực lạc có 7 tầng bao lớn 7 tầng mảnh lưới 7 tầng hàng cây đều bằng 4 chất bảo bao bọc giáp vòng vì thế nên được đó tên gọi là cực lạc xả lời Phật lại trong cõi cực lạc có áo bằng 7 chất bảo trong ao đầy dày nước đủ 8 công đức đầy ao toàn bằng cát vàng trải làm đất vàng bạc lưu ly pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên bao trên thềm có lâu gạc cùng đều nghiêm sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê xà cừ xích châu mà nào trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh sắc vàng thời ánh sáng vàng sắc đỏ thời ánh sáng đỏ sắc trắng thời ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sạch xả lời Phật cõi được cực lạc thành chịu công đức trang nghiêm dường ấy xả lời Phật lại trong cõi được quả Đức Phật đó thường trời nhạc trời đất bằng vàng rồng ngày đêm sầu trời rời hoa trời màn đà la chúng sinh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đại hoa đừng những hoa tốt đem cùng dường mười muôn ức đức phật ở phương pháp định giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành xả lời phát cõi được cực lạc thành tiểu công đức trang nghiêm dường ấy lại nữa xả lời phát cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp là thường nào chim bạch hạc hồng được anh vò xả lời ca lăng tần ra còng mạng những giống chim đó ngày đêm sầu trời kêu tiếng hòa nhạc
Tiếng chim đò diền nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát tánh đạo phần chúng sinh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thầy đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng xả lời Phật ông chờ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tôi bảo sinh ra vì sao vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường sự xả lời Phật cõi của Đức Phật đó trên đường dự còn không có hướng đi lại có sự tật những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi xả lời Phật trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thổi đồng các hàng cây bảo và đồng manh người bảo làm vang ra tiếng vi diệu thì như trăm ngàn tự nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sinh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng trả lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy chánh báo vô lượng thù thắng trả lời Phật nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xả lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà xả lời Phật Đức Phật đó vào nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà xả lời Phật Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận này đến nay đã được mười kiếp xả lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử đều là bậc A La Hán chẳng phải tính đến mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cùng đông như thế xả lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xả lời Phật lại trong cõi cực lạc những chúng sanh vàng sanh vào đó đều là bậc bất tội chuyển trong đó có rất nhiều vì bậc nhất sanh bồ sự số đó rất đông chẳng phải tính đếm mà biết được chỉ có thể dùng vô số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói tôi trả lời Phật chúng sinh nào nghe những điều trên đây nên phát nguyện cầu sanh về được đó vì sao vì đang cùng với các bậc thượng thiện nhân như thế câu hồi một chỗ nhân sanh vãng lai trả lời Phật chẳng thể dùng chút ít thiền canh phước đức nương duyên mà được sinh về cõi đó xả lời Phật nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lòng không tạp loạn thời người đó đến lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thành chúng hiện tân trước người đó lúc chết tâm thần không điên đảo liền được vàng xanh về cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Trả lời Phật ta thầy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế nếu có chúng sinh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện xanh về cõi cực lạc. Sáu phương Phật đồng khuyên tin trả lời Phật như ta hôm nay khen người công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có đức A Xúc Bề Phật Tu Di Tưởng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật hằng hà tra số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tưởng lưỡi rộng dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi phải nên tinh kính xưng thần bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này xả lời Phật thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Chánh Văn Quang Phật Đại Diệm Tiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tần Phật Ăng Hà Tha Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi phải nên tinh kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này trả lời Phật thế giới phương Tây có Đức vô lượng thọ Phật vô lượng tưởng Phật vô lượng tràng Phật
Đại quang Phật, đại minh Phật, biểu tượng Phật, tình quang Phật, hằng hà xa số những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tượng lời rộng dài trung khắp. Cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi phải nên tinh kính dưng tán tất cả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Trả lời Phật, thế giới phương Bắc có đức Diệm Kiên Phật, tội thắng âm Phật, nan trở Phật, nhất sanh Phật, vọng minh Phật, hằng hà xa số những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tượng lời rộng dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi phải nên tinh kinh xưng tán tất cả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Trả lời Phật, thế giới phương giới có đức sư tử Phật, danh văn Phật, danh quang Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, hằng hà xa số những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tượng lời rộng dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi phải nên tinh kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Trả lời Phật, thế giới phương trên có đức phàm âm Phật, tù vương Phật, ương tượng Phật, ương quang Phật, đại diện tiên Phật, tạp sắc biểu hoa nghiêm tâm Phật, ta la thọ vương Phật, biểu hoa đức Phật, kiến nhất thiết nghĩa Phật, như tu di thân Phật, hằng hà xa số những đức Phật như thế đều tại được mình hiện ra tượng lời rầm dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi phải nên tinh kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Trả lời Phật, nơi ý ông nghĩ thế nào, vì sao tinh kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm? Trả lời Phật, vì nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe kinh này mà tỏ trì và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiền nam tử cùng thiền nữ nhân ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm, đều được không tự diện nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời Phật, cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói. Trả lời Phật, nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời, những người ấy đều đang không tự chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, nơi cõi nước kia, hoặc đã sinh về rồi, hoặc hiện nay sinh về, hoặc sẽ sinh về. Trả lời Phật, cho nên các thiền nam tử, thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin tôi phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Thiệt kinh rất có. Xả lời Phật, như ta hôm nay khen người công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cùng người khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn, nhi hữu có thể ở trong cõi ta bà đời ác năm món trượt kiềm trượt kiến trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt trung mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì tất cả chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này. Trả lời Phật, phải biết rằng ta ở đời ác ngủ trượt thật anh việc khó này đẳng thành bậc vô thường chánh giác qua, vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi, ngài trả lời Phật, cùng các vị thì kéo tất cả trong đời trời người A Tu La nghe lời Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận, đành lễ Phật mà lui ra. Tùng Bát Nhã Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát, Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tời Chiều Kiện Ngủ Ẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Trả lời Tự Sắc, bất gì không không bất gì sắc, sắc tức thì không không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thì. Trả lời Tự Thì, chữ pháp không tưởng, bất sanh bất diệt, bất cầu bất tình, bất tăng bất giảm, thì cổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhàn nhì tỳ tiệt thân ý, vô sắc tinh hương vị chúc pháp vô nhàn giới, này chỉ vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh thần,
Này chỉ vô lão tử diệt vô lão tử trần vô khổ tập diệt đạo vô trì diệt vô đắc. Vì vô sở đắc cổ bồ đề tạt đà y bạt nhà ba la mật đa cổ tâm vô quải ngoài vô quải ngoài cổ vô hữu hùng bồ viền ly điên đảo mong tưởng. Cứu cảnh niết bàn tam thể chư Phật y bạt nhà ba la mật đa cổ đắc a nầu đa la tam hiểu tam bồ đề cổ ti bạt nhà ba la mật đa thì đại thần chủ thì đại minh chủ thì vô thường chủ thì vô đẳng đẳng chủ năng từ nhất tiệt cổ chân tật bất ư cổ tiệt bạt nhà ba la mật đa chủ tức tiệt chủ việt yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba la tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha yết đề ba la yết đề ba tăng yết đề bồ đề tạt ba ha. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện con tên Đặng Đình Thi Pháp, danh Minh Phúc, tuổi 40, nương vào ai thần ai lực của chư Phật chư Đại Bồ Tát Địa Tạng Vương Bồ Tát, con xin cầu nguyện cho cửu uyên tất tổ của con nội ngoại ai bên đều được no đủ và được siêu sinh tịnh độ. Vâng, sanh tình độ tần chủ. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Địa Già Ta A Di Rì Đô Bà Thị A Di Rì Đa Tất Đam Bà Thị A Di Rì Đa Thị Ca Lan Đề A Di Rì Đa Thị Ca Lan Đa Già Đi Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà A Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Địa Già Ta A Di Rì Đô Bà Thị A Di Rì Đa Tất Đam Bà Thị A Di Đà Đa Thị Ca Lan Đề A Di Đà Đa Thị Ca Lan Na Già Thi Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà A Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Địa Già Ta A Di Đà Đa Bà Thị A Di Đà Đa Tất Tam Bà Thị A Di Đà Đa Thị Ca Lan Đề A Di Đà Đa Thị Ca Lan Na Già Thi Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà A Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Địa Già Ta A Di Đà Đô Bà Thị A Di Đà Đa Tất Đam Bà Thị A Di Đà Đa Thị Ca Lan Đề A Di Đà Đa Thị Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà A Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Địa Già Ta A Di Đà Đô Bà Thị A Di Đà Đa Tất Đam Bà Thị A Di Đà Đa Thị Ca Lan Đề
đi đi đa thì ca lan đa già đi nị già già na chỉ đa ca lệ ta bà a nam mô a di đa bà già đa ta già đa già đa địa già ta đi đi đa bà thì a đi đi đa tất tam bà thì a đi đi đa thì ca lan đề a đi đi đa thì ca lan đa già đi nị già già na chỉ đa ca lệ ta bà a nam mô a di đa bà già đa ta già đa già đa địa già ta a di đi đô bà thì a di đi đa tất tam bà thì a di đi đa thì ca lan đề a di đi đa thì ca lan đa già đi nị già già na chỉ đa ca lệ ta bà a nam mô a di đa bà già đa ta già đa già đa địa già ta a di đi đô bà thì a di đi đa tất tam bà thì a di đi đa thì ca lan đề a di đi đa thì ca lan đa già đi nị già già na chỉ ra ca lệ ta bà a nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa địa già ta a di đà đô bà thì a di đà đa tất tam bà thì a di đà đa thì ca lan đề a di đà đa thì ca lan đa già đi đà già già na chỉ ra ca lệ ta bà a hồi hướng cầu siêu cho cửu huyền thất tổ đổi ngoài ai bên đều được no đủ và siêu sinh tình đồ công đức thù thành hành vô biên tạng vượt giai hồi hưởng phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh tốc vàng vô lượng quang phật chặt nguyện tiêu tam trường trừ phiền não nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phổ nguyện tội trưởng tất tiêu trừ thể thể tương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiền phật ngộ vô sanh bất tội bồ tát vi bàn lự nguyện dị thử công đức phổ cập ư nhất tiệt ngã đẳng dự chúng sinh giai cộng thành phật đạo nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật.